canh bạc lớn nhất của Tô Lâm, xin được Thiên Triều bảo hộ để chiến với đồng chí. Tô Lâm tạo phản và thành công thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, nhân sự Dông Trọng đưa lên sẽ bị Tô Lâm tìm mọi cách để đốn ngã và thay thế. Nhưng chắc chắn công thức thành công của ông Trọng thì Tô Lâm vẫn giữ, cũng như ông giữ lại cái lò để tiếp tục thanh trừng những phe phái khác. Tô Lâm quyết tâm nắm chắc Bộ Công an và tìm cách kiểm soát Bộ Quốc phòng. Và điều quan trọng nhất là ông cần phải cầu xin cho được sự bảo hộ của Tập Cận Bình. Tô Lâm là người tính toán xa. Từ tháng 9 năm 2023, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden lên máy bay về nước sau chuyến thăm Hà Nội, thì Tô Lâm nhanh nhẩu lên máy bay sang Bắc Kinh để báo cáo kết quả. Đây được xem là chuyến đi ngoại giao tiền trạm, dọn đường cho những chuyến thăm lần sau trên những cương vị khác. Không rõ trong chuyến thăm trên, Tô Lâm đã được chuẩn thuận từ Thiên Triều như thế nào. Chỉ biết sau khi từ Bắc Kinh trở về, Tô Lâm đã thực hiện liên tục những trận đánh lớn và thắng như trẻ tre. Khi bị tấn công, Vương Đình Huệ cũng sang Thiên Triều để cầu cứu ngay, nhưng vẫn không thoát nạn. Điều này có thể cho thấy phần nào mặt trái của bức tranh chính trị ở Việt Nam. Rất có thể Tập Cận Bình đã chọn Tô Lâm mà bỏ rơi Vương Đình Huệ. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị đất nước, họ biến toàn dân thành mù lòa. Khi báo chí nhà nước không hề có thông tin gì về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, thì báo chí nước ngoài đã đăng hết từ lâu. Báo chí nước ngoài loan tin từ mấy ngày trước rằng vào ngày 18 tháng 8 sắp tới, Tô Lâm sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức sang Trung Quốc. Điều này đến nay đã được truyền thông trong nước xác nhận. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Tổng Bí Thư. Đảng Cộng sản Việt Nam hay có cái gọi là báo công lên bác, hay họ đạt được một thành tựu gì đó. Có thể chuyến đi của ông Tô Lâm sắp tới sẽ là chuyến đi báo công với Thiên Triều chăng? Đây là điều mà dư luận đang đặt ra câu hỏi. Bao thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ ra ngoan hiền trước Bắc Kinh, mục đích là mua lấy sự đảm bảo quyền lợi chính trị cho Đảng và cho cá nhân lãnh đạo của Đảng. Đáng buồn là các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện thứ nhiệm vụ thiếu tính độc lập tự chủ này, khiến Việt Nam luôn bị Bắc Kinh gây hấn và lấn lướt hết lần này đến lần khác. Tô Lâm nên làm Tổng Bí Thư sẽ không có sự cứng rắn nào trước Bắc Kinh mà vẫn kế thừa sự thuần phục từ bao thế hệ lãnh đạo trước đây. Có được sự bảo trợ của Bắc Kinh thì lãnh đạo Việt Nam mới có thể an tâm đánh lẫn nhau trong nội bộ đảng để tranh giành và củng cố quyền lực cá nhân cũng như phe cánh của mình. Đấy là cách mà các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hy sinh quyền lợi quốc gia để củng cố địa vị của mình ở trong nước. Những cái chết của Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đều cái điểm chung là bị bệnh sau chuyến đi Trung Quốc trở về. Trên chính trường, nếu Tô Lâm không bị như những nhân vật kia, mà ngược lại nếu được Bắc Kinh tận tình cứu chữa khi mắc bệnh để kéo dài tuổi thọ, hưởng trọn quyền lực như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm cho tới chết trên ghế, thì đấy là dấu hiệu cho thấy sự lựa chọn của Tô Lâm. Mà xét cho cùng, trước Thiên Triều, Tô Lâm khó có thể có lựa chọn nào khác được. Hầu hết các lãnh đạo cấp cao trong đảng đều xem việc thuần phục Thiên Triều vừa là đảm bảo ưu thế chính trị, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho mình. Đấy chính là bi kịch cho đất nước này, bởi chấp nhận những thiệt thòi trước sự đòi hỏi phi lý của Bắc Kinh, hầu hết lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều chọn cách nhún nhường để bản thân được an toàn và yên tâm tham nhũng. Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư thì cũng chẳng có sự mới mẻ nào trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc, thuần phục để có chỗ dựa, và đó là cách mà Tô Lâm có thể tạo ra thế bất khả xâm phạm trên vũ đài chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin canh bạc lớn nhất của Tô Lâm xin được Thiên Triều bảo hộ để chiến với đồng chí của mình. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Được Tô Lâm giao làm hồ sơ đen, Đinh Văn Nơi sẽ nắm thóp hàng loạt quan to. Như vậy là không nằm ngoài những thông tin dò rỉ, vào ngày 12 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chính thức được điều về Bộ Công an,
nắm chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03. Được biết A03 là cơ quan có nhiệm vụ chính là bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể giúp Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật của nhà nước, tổng hợp các ý kiến công an các đơn vị, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sơ kết 1 năm và tổng kết 5 năm một lần công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc. Trên danh nghĩa là bảo vệ an ninh nội bộ, nhưng dưới thời Tô Lâm, cơ quan này biến thành nơi thu thập hồ sơ đen của các quan chức từ trung ương cho đến địa phương. Đây được xem là kho dữ liệu khổng lồ giúp Tô Lâm tung cước đánh gục nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều người khác nữa. Đến Quảng Ninh với nhiệm vụ hỗ trợ Bộ Công an điều tra vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, với bản tính cứng rắn không ngại va chạm, Đinh Văn Nơi đã làm được nhiều việc khi đến đây. Trong đó có thể kể ra thành tích tóm được cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, và trước khi về bộ, ông Nơi đã tặng cho Tô Lâm bộ hồ sơ đen về Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy. Đến nay, Đinh Văn Nơi được xem là một thuộc hạ thiện chiến nhất mà Tô Lâm đang có được trong tay. Để đánh mạnh vào thành trì của những thế lực khủng, tâm ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cần người dám lựa ai quen biết lớn để bắt chước. Như lời ông Nơi vẫn thường tuyên bố, bởi không ít thuộc hạ của Tô Lâm phải chùn tay trước những thế lực lớn, nhưng ông Nơi thì không ngại ngùng gì điều đó cả. Ông sẽ làm ngay. Danh tiếng của Tô Lâm quá hè nố khi làm bộ trưởng và là vụ mobile phone mua AVG, nào là vụ ăn thịt bò rát vàng rồi bắt cóc ở nước Đức. Trong khi đó, Đinh Văn Nơi lại rất được lòng dân. Đây được xem là tấm bình phong để Tô Lâm có thể che mắt bớt những vết nhơ mà ông đã và đang thực hiện. Trong một đất nước mà quan nào cũng ăn dày, thì đấy là nguồn cấp đạn vô tận cho Tô Lâm thực hiện mưu đồ chính trị của mình. Tuy nhiên, với nhân vật tầm cỡ, họ có thể ngán Tô Lâm, không ngán thuộc hạ của Tô Lâm. Người có chức càng cao thì càng khó thu thập dữ liệu đen. Với việc Đinh Văn Nơi với A03 hứa hẹn Tô Lâm sẽ có những nguồn dữ liệu quý giúp ông duy trì thế độc tôn trên chính trường Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay, phe Hưng Yên vẫn còn khá mỏng so với phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Trong khi đó, nguồn nhân lực cấp Hưng Yên thì lại có hạn, không thể ngày một ngày hai lấp đầy sự thiếu hụt. Cho nên, đây là cơ hội tốt trong nơi tiến thần. Được Tô Lâm xem là lính thiện chiến, thì ắt ông Nơi có cơ hội lớn, đặc biệt là trong vai trò mới, ông có thể giúp Tô Lâm nắm thóp thêm một số nhân vật cấp cao, thì đấy là điểm cộng rất lớn. Với hàm thiếu tướng, từng kinh qua nhiều vị trí giám đốc công an tỉnh và là người rất được việc, Đinh Văn Nơi có cơ hội lớn để trở thành ủy viên Trung ương Đảng, và khi đó có thể được bố trí những vị trí còn cao hơn. Theo nguồn tin riêng của Thời báo.de, Tô Lâm đang dự tính đưa vận Đinh Văn Nơi và Vũ Hồng Văn vào Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ sau. Có lẽ ông Văn sẽ sát cánh cùng Tô Lâm trong ban bí thư, còn ông Nơi thì lại tiếp tục được Tô Lâm tung đi các địa phương hoặc cơ quan trung ương để đánh vào những thế lực khác. Nếu làm tốt, tiền đồ của ông Nơi sẽ sáng lạn, tuy nhiên cũng cần cẩn thận, nếu nhiệt tình quá mà không phòng bị thì ông có thể trở thành Nguyễn Bá Thanh thứ hai. Bởi làm tốt nhiệm vụ Tô Lâm giao, Đinh Văn Nơi sẽ gánh không ít mối thù. Đấy là cái giá phải đánh đổi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin được Tô Lâm giao làm hồ sơ đen, Đinh Văn Nơi sẽ nắm thóp hàng loạt quan to như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.